Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Mỹ Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một vườn cây ăn trái có tổng diện tích là 1.000 m². Trên thửa đất vườn có 100 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường nhựa Lậu Me khoảng là 400 m. Con đường này rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị di chuyển đường ô tô khoảng 4 chỗ là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Trước phần đất thì mình có một con kênh rộng khoảng 3 m cho anh chị. Kênh này thì cũng liên thông ra sông Nguyễn Tấn Thành, và anh chị lấy nước ra vào để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ra đường Quyền Lộ 35B khoảng là 500 m. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Vĩnh Kim, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách khoảng 3 km. Trên thửa đất thì gia chủ đang trồng rất là nhiều cây ăn trái nha anh chị, như là dừa nè, mít, bưởi da xanh, xoài. Về thì anh chị mình chăm sóc, anh chị mình bón phân thì cũng có thu nhập luôn nha. Đất của mình thì cũng tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị mua để cất nhà, nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 25 m, dài là 39. Trên thửa đất có 100 m là đất thổ cư nha anh chị. Về thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn ha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí trụ bê tông này, mình đo thẳng theo cái đường bê tông 2,5 m này là 25 m. Ở trên thửa đất thì gia chủ chủ yếu là trồng dừa sim mã lai nha anh chị. Dừa này thì gia chủ trồng cũng được khoảng 4 năm tuổi và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn nha. Vậy thì anh chị mình chăm sóc, anh chị mình bón phân là vườn của mình rất là tốt của anh chị. Và mình cất một ngôi nhà để cuối tuần anh chị có thể về đây mình nghỉ dưỡng ha. Ở đây thửa đất đang quay về hướng bắc nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho mình di chuyển về khoảng 14 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, mình di chuyển về khoảng 68 km nha. Để em di chuyển qua anh chị mình xem và tham quan mảnh vườn cây ăn trái của mình ha. Ở đây thì gia chủ có tổng diện tích là 2.500 m² anh chị. Cho chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần cắt ra bán là 1.000 m². Ở phía trước thì mình có một con kênh, mình lấy nước ra vào để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn nha anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị mình trồng sầu riêng nè, bưởi da xanh, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được luôn hết luôn nha. Vùng đất này thì rất là tốt nha anh chị, rất là màu mỡ luôn á.
Rồi, em đã di chuyển qua bản phường để giới thiệu anh chị rồi nè. Đất của mình thì rất là cao ráo và rất là đẹp luôn anh chị. Ở trên thửa đất thì chủ yếu là gia chủ đang trồng dừa sim xanh và dừa sim mã lai anh chị. Ở bên trong thì trồng chanh không hạt và bưởi da xanh. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 250 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Diện tích của mình ngang là 25m nha anh chị, và chiều sâu là 39m. Dừa này thì gia chủ trồng khoảng 4 năm tuổi nha anh chị. Nó đang cho trái rất là xum xê luôn. Đất của mình thì rất là cao ráo và rất là đẹp luôn nha anh chị. Về đây thì mình cất một ngôi nhà. Phía sau thì mình có vườn cây ăn trái sẵn rồi anh chị. Một ngày mới, em cũng kính chúc anh chị nhiều niềm vui và hạnh phúc bên những người thân nha. Anh chị nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Bên đây là dừa sim mã lai của mình nha anh chị. Đất của mình là vuông vức luôn. Gia chủ sẽ cắt cho anh chị mình là 1.000 mét vuông và 100 mét là đất thổ nha anh chị. Giá bán là 1 tỷ 250 triệu. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới. Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Thấy không, dù mình đang cho trái rất là sai luôn nha anh chị. Ở đây thì mình cũng gần trung tâm hành chính của xã Vĩnh Kim anh chị. Mình cách khoảng 3 km đậu lại thôi. Phía sau thì có trụ gào B40 rồi nha anh chị. Ở trên thửa đất này thì có tổng diện tích là 2.500 m². Ở gia chủ sẽ cắt ra cho anh chị là 1.000 m². Hóa ngang của mình là 25m và dài là 39 nha. Ở dưới đây thì chủ đang trồng bưởi năm gôi và bưởi da xanh anh chị. Ở khu vườn của mình thì đẹp tuyệt vời luôn nha anh chị. Mình về đây nghỉ dưỡng là thích hợp nhất ha. Đất mình thì có thổ cư rồi, anh chị mình về mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha anh chị. Chưa thấy không, đây là chanh không hạt nha anh chị và bưởi dừa. Vùng đất này thì rất là đẹp luôn đó anh chị. Về đây thì anh chị mình mua để ở hoặc là anh chị mình mua để đầu tư cũng được anh chị.
nó ngang của mình là 25, sâu là 39 mét. Bưởi mình cũng đang cho trái luôn. Bưởi này thì chủ trồng mà cũng được khoảng 6 năm nha anh chị. Đó, đây là dừa xim xanh nè anh chị. Gia chủ thì cũng đặt ống âm dưới phía đất rồi nha anh chị. Mình cầm cái dồi á, anh chị mình tưới ha. Giá bán là 1 tỷ 250 triệu nha anh chị. Gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn. Nó cắt ngang là 25 mét, sâu là 39 nha anh chị. Đầu đuôi của mình là bằng nhau luôn, không có bị tấp hầu gì hết anh chị. Nói chung thì đất của mình á rất là rộng, nên anh chị mình yên tâm. Mình mua thì địa chính về đây sẽ đo đạc cho anh chị ha. Thước tất thì cũng rất rõ ràng nha anh chị. Anh chị ở xa mình rất là yên tâm. Bên kia thì có trụ gào B40 rồi nha anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng. Đó, đây là dừa xim xanh nè anh chị. Trái rất là to và rất là nhiều luôn đó anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị mình nắm một lần nữa ha. Đất của mình thì nằm thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Sông Thần, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hiện gia chủ đang kêu bán với tổng diện tích là 1.000 m2. Diện tích ngang là 25, sâu là 39. Giá bán là 1 tỷ 250 triệu nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem ha, và gặp ngay chính chủ luôn nha. Con đường ở phía trước thì rộng khoảng là 2,5 m nha anh chị. Mình di chuyển là đường ô tô khoảng 4 chỗ. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.